bên kia đường để chờ mua xe vào ngày 10 tháng 3 cho nhà mình ha. Xe quay bán về 1.500 ha. Địa chỉ để mà một cái đây là chị Tố Phan Công Bằng, có thể chị tới để chị bốc ra để ha. Này em bốc được em mừng muốn chết nè. Nó 11.500. Đây chị gái may mắn bữa nay ha, mua được xe quay rồi. Rồi chào chị nha. Rồi bye bye. Rồi xin chào cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo của Tình nha. Thì hôm nay buổi sáng Tình bán xe gần hết xe rồi. Còn có mấy con ở trước này thôi, cho nên là chiều nay Tình bỏ nguyên một buổi chiều để đi săn cọp cho cả nhà mình ha. Thì ngày mai lô xe ở ngoài miền Trung sẽ về tới, cho nên hôm nay Tình sẽ chuyên đi săn cọp cho các anh em thôi nha. Thì hôm nay Tình báo sơ cái những cái xe trong nhà chiều nay Tình gom lại được ha. Thì bên này có con Mio nha, giá rất mềm. Bên đây là con quay Thái 110 ha. Còn đây là hai con Future X. Bữa nay chuyên xe cọp không, ba con xe cọp ha. Và ở dưới đây thì dòng tầm trung thì có Abolat FI ha. Clip. Đó, clip đẹp lắm nha. Rồi, con này là con Future FI. Đây bên này có cặp Classico. Và đây một con Abolat nữa. Ở đằng trước thì xe chuẩn bị chờ để đi ship đi tỉnh miền Tây nha. Rồi bây giờ mình xin phép review những cái con xe cọp của ngày hôm nay nha cả nhà mình ha. Rồi đầu tiên thì Tình báo giá sơ những cái con xe cũ đang còn ha. Tại vì cô chú anh chị muốn xem lại xe cũ kỹ thì xem cái lô xe ngày mùng 9 nha, mùng 9 tháng 3. Thì bên này Tình có một cái con Supreme mà Tình bán giá 18.500.000 bao ký giấy nha. Mà chính chủ bao ký giấy ủy quyền sang tên. Rồi tới cái con này Tình bán giá 18.500.000. Rồi tới con Hayate FI đời 2016 FI nha. Con này thì Tình bán giá giảm giá xuống còn 7.700.000 ha FI. Rồi bây giờ tới con Vision Tình bán giá 12.800.000 Vision đời 2014. Đó. Rồi bây giờ ở bên đây là hai con Rim Thái này Tình bán đồng giá nha 14.500.000. Xe thì rớt đầu rồi ha, xe rất là liền lạc cứng cáp. Ở bên kia là con Dylan lên SH full nha. Con này Tình bán giá 16.500.000 nha. Đó. Rồi cái con quay bên này 2014 xe zin đầu lòng chưa dọn. Tình bán giá 12.700.000 nha. Rồi đặc biệt bây giờ Tình sẽ review những cái con xe mới ngày hôm nay kỹ từng con ha. Thì bây giờ Tình sẽ review cái con quay Thái 110 ha. Thì cặp bửng của nó Tình tháo ra, đang để ở ngoài để Tình quay cái máy cho nó kỹ ha. Đây để Tình xin phép đi lấy cái đèn pin cái nha. Đó, đi quay cái máy cho nó kỹ. Thì con xe này á là dàn áo zin nha. Đèn bọng rồi còn zin hết nha cả nhà ha. Đây chữ đồ đang có ha. Dàn áo zin rất là bóng đẹp ha. Con xe này thì giá thì nói chung là xe đẹp thì giá nó cũng đẹp nha cả nhà mình ha. Đây. Nền đang zin ha. Tamagotchi ha. Thì đây cầm đồ zin hết nha. Đầm zin. Rồi bây giờ Tình sẽ quay cái lốc máy ha. Thì cái lốc máy này á thì là lốc máy chưa sơn lại ha. Lốc máy rất là sáng nha. Đây. Tình quay cái cách nào cho nó sáng. Đó, lốc máy là chưa sơn lại. Con đúng con xe cọp đây, ốc đang còn đầy đủ hết ha. Ốc zin luôn, mấy cái ốc này là ốc bát của bẩn á. Này, đầu của nó đây nha. Đó, gioăng giữa đang còn luôn ha. Bao zin đầu ốc như ốc mới nha. Đây. Đó. Rất là mới. Nói chung con này thì không còn gì để chê ha. Xe cọp. Đồ zin theo xe 100%. Đây là số khung. Nhà Tình hơi chật cho nên cả nhà mình thông cảm ha. Nồi zin luôn nha. Nồi chưa bung luôn ha.
từng con ốc luôn. Đây, mình quay cái dàn áo nó rất là đẹp ha. À, thì con này á thì Tình đã rút hồ sơ cầm tay nha cô chú anh chị, về là nhập vô thôi. Cô chú anh chị ở đâu thì nhập ra tên ha, ở đó thôi ha, biển số ở đó nha. Đây phục đang còn luôn, còn tem luôn nha. Đây cả ba cái trắng nó đang còn hết, bát đồ đang còn hết nha. Nói chung xe này là khỏi phải soi. Đây nguyên con xe zin 100%. Rồi cái giá bây giờ Tình báo cái giá thì nó cũng hơi cao nha. Rồi giá này là 42.700.000 bao rút hồ sơ nha. Đó cô chú anh chị mua con này là nếu mà không rút quá rồi thì nó chỉ còn có 41.700.000 thôi, Tình bao rút luôn. Cô chú anh chị nhập ở đâu thì cái bảng số đó nó sẽ nằm ở như địa phương đó ha. Đó, xe cọp cho nên là Tình rút hồ sơ sẵn luôn. Bao zin A tới Z đó. Xe 42.700.000 rất là cứng cáp ha. Đồng hồ đang chạy luôn nha cả nhà mình ha. Hồi nãy Tình mới chạy rồi, đồng hồ đang còn chạy ha. Audio của nó là 15.000, chuẩn 15.000 ha. Đồng hồ đang còn chạy. Đây Tình sẽ quay cận cảnh cái con xe này. Đó toàn cảnh con xe ha. Quay Thái 110, xe cọp giá 42.700.000. Cô chú anh chị ngày mai lên sẽ biết cái độ cọp của nó nha. Ốc tán thì xanh dần ha, không có con nào xét hết. Đó ốc zin. Rồi bây giờ Tình xin phép quay qua tới hai con Future nha. Hai con này một con anh và một con em. Future X đời 2010, tháng 11 năm 2010 ha. Đó một cặp này thì cái độ zin của nó là 100%. Chưa có thay đồ đạc gì hết nha, chưa có rớt đồ. Nền bọng của nó còn hết. Mà đặc biệt là đầu zin ha, Tình bán là đầu zin, chưa rớt đầu. Đó. Hai con này thì đều là chính chủ nha, chính chủ ký giấy sang tên. Con này đây. Thì xe thì mình chạy lâu rồi đó, từ năm 2010, 11 năm rồi. Thì tất cả các xe đều có chủ người ta đi đều có dặm tút sơ sơ một vài điểm ha, chứ không có con nào mà zin đét được hết. Đó. Quan trọng là cái cục máy của mình mua nó zin thôi. Đây. Cục máy là bao zin ha. Đây cô chú nhìn đi. Bao zin đầu chưa rớt. Rồi con này Tình xin bán với giá là 36.500.000 nha. Cô chú anh chị mua xe của Tình nhiều rồi sẽ biết Tình bán không bao giờ điêu giá nha. Thì cho nên là Tình bán một giá chuẩn, cô chú anh chị thấy thích hợp thì mua ha. Đừng có bớt giá của Tình đi, tại vì mình bán rất là ít mà điêu giá. Mình bán theo chất lượng xe ha, không bao giờ điêu giá cao. Đây đó cái đát phuộc đang còn luôn nha. Đát hộp sơn đang còn, sản xuất năm 2010 ha. Này gầm đồ là miễn bàn ha. Rồi bây giờ Tình nổ máy con này ha. Audio con này thì 35.000 nha. Công tơ mét còn chạy đầy đủ. Máy là như xe điện ha. Hệ thống phun xăng điện tử nha. Đây nghe chết 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 của cái hệ thống phun xăng nó bơm nè. Đó. Đầu lồng chưa rớt. Đó. Future X FI nha. Phun xăng điện tử, con này giờ chạy ra đường là rất là hiếm gặp. Rồi con này Tình bán 36.500.000 nha. Cô chú anh chị tranh thủ điện thoại cho Tình để hết nha. Xe zin 100%. Đó. 36.500.000. Rồi bây giờ quay tới con cọp nữa. Con này thì ốc tán nó sáng hơn con bên đây một xíu ha. Con bên đây 8 thì con bên này 10 nha cả nhà mình ha. Đây ốc tán là đang còn, ốc tán hãng luôn ha. Này. Xe rất là mới. Đây đầu là giống như là mới thay ốc ha. Đầu sáng loáng luôn.
không còn điểm chê. Future X FE, hệ thống phun xăng điện tử. Rồi con này tình báo giá là 46 triệu nha, 500 ngàn, bao rút hồ sơ. Con này là tình xe cọp cho nên tình rút hồ sơ sẵn nha cả nhà mình ha. Đây ốc tán, nói chung con này là không cần coi ha, con này là chỉ có quan trọng là anh em thích thôi, còn xem xe thì không cần xem nhiều, ốc tán thì sáng quắc rồi. Này con này bên tình xe cọp cho nên tình rút hồ sơ sẵn nha, cô chú anh chị mua về chỉ sẵn nhập vô địa phương mình thôi, mình ở đâu nhập ở đó thì nó đã sẽ ra tên thôi. Đây tình sẽ test con này ha. Con này audio 24 ngàn, nhỏ ít hơn con kia 10 ngàn ha. Máy rất là ấm, máy là hết đường bàn nha cả nhà mình ha, không còn gì để chê. Rồi con này tình bán giá 46 triệu 500, một cặp anh em song sinh ha, dựng bên nhau là đúng bài luôn đó, một con 36 năm một con 46 năm. Hai bên có thể mình lên đây mình có thể so sánh hai con ha. Con bên này nó cũng zin nhưng mà cái dàn áo nó có một cái điểm đây, tình quên nói với mọi người nữa, quên, nó có một cái chấm đỏ đây nè đó ha. Về cô chú anh chị cho thợ nó tút lại, ở đây mình là không có tút đồ. Đây bên hông bên đây nó có một điểm nữa đây đó, chỉ có hai điểm nha, hai điểm có hai chấm đó, vậy thôi, cho nên là tình bán nó rẻ đi xíu, rẻ đi 10 triệu. Rồi hai con xe cọp, một con 36 năm một con 46 năm. Rồi con quay bên này là 12 triệu 700 ha, quay màu trắng đời 2014. Rồi con bên này là hai con Classico, một con 7 triệu 2 biển thành phố, con này rất ngộ nè, con này 9 triệu 2 nha. Rồi bây giờ tình review tới con Future đời 2015 FI nha, hệ thống phun xăng điện tử, chính chủ ký giấy. Đó, con này tình bán giá 14 triệu 500 ngàn. Máy rất là êm ha, để tình đề máy thử. Máy rất là êm ha, 56 ngàn cây. Rồi bây giờ tình giới thiệu tới con Clips Excel ha, Clips hoàn hảo. Con này thì dàn áo đang dán keo nguyên con của một chủ đứng tên ha, chưa sang tên. Đó, máy là bao zin, dàn áo đang dán keo nguyên con. Xe rất là đẹp ha, có cái phục nó xe chưa rửa cho nên nó dơ. Đó, dàn áo này là nhìn là cô chú anh chị sẽ ghiền liền đây, đang còn dán keo nè, bóc keo ra là mới. Bữa nay toàn xe cọp không à, xe nhà ít tiền nó cũng cọp nữa. Đây con này tình bán giá 11 triệu 500, bao ký giấy nha. Lốc máy nó chưa rửa luôn nè, bao zin ha. Đây cái doang hãng đang còn ha, doang máy đang còn luôn, bao zin máy ha, chưa bung máy. Biển số 55, một đời chủ 4 số. Đây để tình đề thử, con này là đề phóng cho nên đề nó sẽ kêu cạch cạch nha. Đây là hai chìa khóa đang còn luôn. Đó. Máy rất là êm, con này là tình bao máy ha, máy rất là ngon. Đây êm rít luôn, không nghe tiếng máy nổ luôn ha. Audio nó 33 ngàn cây ha. Công tơ mét đang chạy, kim xăng đang chạy đầy đủ, đèn còi xin an đầy đủ luôn ha. Rồi bây giờ tới con A-Blood FI. Đó con này là 2010. Đây mâm 5 cây này hình như 209 nha cả nhà mình ha, cuối 209 nha. Đó A-Blood FI 2009, tình bán với giá là 17 triệu 800 ngàn ha. Audio 49 ngàn cây. Này hệ thống phun xăng điện tử đang test máy, nó phải bỏ máy xuống mới đề được. Đó
Con này máy rất là êm nha. Cái cản này nó có hơi chày xíu, cái cô chú anh chị có thể sơn lại hoặc bọc lại ha. Hơi chày cái cản xíu để Tình soi xét coi Tình rồi còn thấy cái điểm nào nữa không. Đây phun xanh điện tử, nói chung dàn áo rất là đẹp, tem còn. Chỉ có cái cản là hơi chày thôi. Cặp kiến zin đang còn luôn ha. Mâm đĩa. Rồi, xe này thì không có điểm chê ha, chỉ có cái cản thôi, không có gì hết. Rồi, con này Tình bán 17 triệu 8, bao ký giấy nha. Cô chú anh chị mua Tình sẽ ký giấy sang tên chính chủ. Rồi, bây giờ tới con quay Thái một đời 2005 lốc trắng. Con này máy đầu lòng là chưa rớt nha, xe zin. Con này Tình không bao ký, giá 14 triệu 500 ngàn. Cô chú anh chị mua thì xuất hóa đơn cửa hàng nha. Bô bọng đồ còn, xe còn cứng cáp ha. Máy là Tình bao, máy zin 14 triệu 500. Rồi bây giờ tới con Blast đời 2016, bánh căm thắng đĩa. Đây 2016 ha, Blast đang còn đây ha. Đó, 2016, audio nó là 16.000 cây ha. Xe rất là cứng, cặp kiến zin còn luôn. Đây, xe này thì do chủ nhân của nó đi máng cái gì nè, cho nên nó chạy nhẹ hai bên ha. Cái này cô chú anh chị về có thể cho sơn tút lại ha. Ở đây Tình tả rất chi tiết kỹ. Cái máy thì nồi zin, đầu zin chưa rớt đầu ha. Đây, đó, xe zin chưa rớt đầu, đồ đạc chưa có thay đổi. Biển số 59, biển 5 số ha, đời 2016, 12 triệu 500 ký giấy. Bình hơi yếu. Máy rất dữ. Trời, con này máy êm quá. Rồi, 12 triệu 500 con Blast nha, đời 2016 nha cả nhà mình ha. Rồi, bây giờ tới con Moto. Con Moto FZ 150 phân khối, con này nhập khẩu ha. Audio của nó là 23.000 cây. Xe rất là mới, rất đã ha. Con này thì bây giờ Tình bán với giá là 34 triệu, chính chủ ký giấy nha, mình đang đứng tên. Xe bao zin từ A tới Z, biển số đẹp nè, 89900, giá có 34 triệu. Cặp giỏ này cặp giỏ mới luôn ha, mới thay luôn, chưa chạy được ngày nào hết. Mới thay xong ổng chạy kẹt tiền ổng bán luôn. Ổng nói là đây, đầu lòng là zin ha. Máy rất là êm. Rồi 34 triệu ký giấy, chính chủ sang tên ha. Rồi bây giờ còn bữa nay thì không có xe rẻ, Tình không có lấy được xe rẻ đó, thì chỉ có con màu xám lông chuột Attila này Tình bán 4 triệu rưỡi ha. Máy là bao ngon. Tình mới làm máy con này nè, nói chung lỗ, bán lỗ thôi. Con này hôm bữa nó bị ra khói cho nên là Tình làm lại, đầu lòng lại hết rồi. Bây giờ nó hết ra khói, ai mua được là ngon, máy em rít à. Cái dàn ngoài nó dán keo á, dán keo cho nên bị chết keo, hơi cũ. Thì mua về đi cài là ok ha, 4 triệu rưỡi con này. Thôi Tình bán 4 triệu 2 thôi, bớt cho 300 luôn, đã lỗ rồi lỗ luôn nha. Biển thành phố luôn. Đó, con này cô chú anh chị đi mà không thấy cái máy em là tặng cái xe không nha, không lấy tiền. Rồi còn con này nữa, con Android 4 triệu rưỡi, hôm bữa Tình bán 4 triệu rưỡi, nhưng mà khách đi phàn nàn là lâu lâu đề hơi khó nổ đó, cho nên bữa nay Tình giảm giá lại 4 triệu luôn nha, bán cho nó đi luôn. Cô chú anh chị nào mua thì liên hệ cho Tình, máy thì rất là êm nha, mà lâu lâu đề khó nổ thì không biết cái bệnh gì nhà Tình cũng chưa có sửa. Con này là hệ thống phun xăng điện tử FI. Rồi Tình giảm giá xuống còn 4 triệu, bớt 500 ngàn luôn. Rồi hôm nay Tình chỉ review nhiêu đây thôi nha. Cô chú anh chị nếu thấy video của Tình hữu ích á, thì hãy bấm cho Tình một lượt đăng ký nha. Và bấm vào hình cái chuông để mỗi khi Tình có đăng video nào mới lên á, thì nó sẽ báo để cô chú anh chị xem video ha. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Kính chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui và nhiều hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo của Tình ha.